Hello, teacher. Hello, good evening. Good evening. Good evening. How are you today? How do you do now? Hello, teacher. Hello, cô. Hello, Hiền. Con chào cô. Con chào con. Yeah, have a good day. Have a good day. Hello, đào giáo Bách. Cô Bách hôm nay không mở bài tập à? Hello. Hello, teacher. Hello, good evening. Hello. Do you have a great day? Do you have a great day? Hello, đoàn Giao Huy. Đoàn Minh Huy đúng không? Yeah. Okay. Do you have, do all of you have a dinner? Do all of you have dinner? Do you have dinner? Yes, or no? Yes, okay. Today, a little bit hard for you. We will have so many activities. So I think that you need to have a dinner first. Hôm nay có rất nhiều hoạt động cho nên là các bạn nên uống nước này, có nước sẵn này và nên ăn nhẹ một chút đi. 10 phút nữa chúng mình vào học nha. Yeah, Đinh Huệ Lâm có nước nha. I have my bottle. I have my bottle. Đinh Huệ Lâm has her own bottle. And let me see. Okay. Hello Ngọc Ngọc Anh. Hello Thùy Dương. Yeah. Nguyễn Hoàng đi đây. Yeah, so yeah, so what hi Đoàn Minh Huy. Yeah, các bạn ổn định chỗ ngồi nhá, để nếu mà bạn nào ổn định chỗ ngồi thì các bạn raise hand, okay? Các bạn raise hand, raise your hands for me to let me know that you are ready for the class, please. Chào cô. Cô chào con. Anyway, please. Chào cô. Hello. So, you get ready. Nếu các bạn chuẩn bị xong rồi, kể cả các bạn trong livestream cũng vậy nha. Các bạn hãy chuẩn bị cho mình một chai nước, đúng không nhờ? Các bạn chuẩn bị cho cô một chai nước, chải tóc gọn gàng nha. Đó, ăn cơm, ăn nhẹ bánh gì đi. Rồi chút nữa sẽ có rất rất nhiều hoạt động để cho các bạn vận động chân tay ấy, bởi vì chúng ta học về bài My Body, ok? So, An Phú, An Phú có cái bộ này nhìn cao ráo, trắng trẻo, đẹp trai. Hello. Cô ơi, khóa video con ạ. Hello teacher. Hello, không, cô không khóa video. Cô không khóa, cô và Hiền, cô ơi, ừ cô đây. Hôm nay các bạn ăn Quốc Khánh hay sao? Mà bây giờ vào lớp muộn ấy nhở. Có bạn nào mà chưa vào thì vào nhanh nhở. Hello teacher. Hello. Dạ, yeah, bây giờ cô sẽ tắt mic nha, bây giờ cô sẽ tắt mic nha. Ok. Hello. Yeah, hello. Hello. Cô Minh Sang, hello. Yes. Cô nhớ mời con nhé. Con comment nhỉ. Con comment nhỉ. Hello. Okay, yeah, yesterday I'm so happy, thank you. Phạm Khánh, Phạm Khánh gì hả? Phạm Khánh Hà, Lisa, okay, Lisa asked me that today, do I feel happy or not? Yeah, I feel so happy, and let me see that, con chào cô Ngọc Sinh gái, I love you too Ngọc Ngà nha. Yeah. Các bạn ở đây chỗ ngồi nha, nếu bạn nào chỉ ngồi thì raise hands by icon to let me know that you are ready for the class, okay? And yes, okay, I love you too, oh my god, thank you Lisa. Yeah, Lê Minh Hạnh is ready, Hạnh Dung is ready, yes. Đinh Tô Giang, Giang, can you turn on your camera? Trần Tiến Thành, okay, he's ready. Trần Thành có hiểu cô nói cái gì không đây? Trần Tiến Thành áo xanh. Có hiểu không? Cô Ngọc đẹp nhất hành tinh này. Trời ơi, cứ như thế này thì chết rồi. Học hay là vào xem cô đây. Học thôi, đúng không? Học thôi nha. Ok. And we have 5 minutes more. So we need to go on class quickly. Hầu như hôm nay các bạn ăn Quốc Khánh hay sao ấy mà các bạn lại bỏ quên mất cô Ngọc rồi.
Con Hoàng Bảo Anh chào cô Ngọc xinh gái. Cô Ngọc xinh gái chào bạn Hoàng Bảo Anh nhà. Hoàng Bảo Anh đáng yêu lắm. Hôm trước vừa gửi bài tập rất là đáng yêu luôn. Khánh Hà này. Hiền Thục is ready. Ngô Diệu Anh Thư is ready. Ôi Ngô Diệu Anh Thư đáng yêu thế. Ngô Diệu Anh Thư học mấy buổi rồi? Yeah. Đỗ Bảo An. Ok. Hạnh Dung is okay now. Yeah. Hello. Yeah. To wait more students to join the class, we will go on my Facebook and check some of your homework. Okay. Để trong lúc mình còn đang chờ đợi một số những bạn khác thì cô và các con cùng vào Facebook và trong nhóm giỏi tiếng Anh cùng con để kiểm tra xem là một số bài của các bạn nộp cho cô thì như thế nào nhá. Con có sẵn một cốc nước rồi. Đúng rồi, phải có nước ở bên cạnh đi. Hôm nay rất là mệt đó. Cô ơi, I love you. Yeah. Rồi, cứ mà bây giờ cứ học xong rồi cô xem lại video, xong rồi cô xem lại những đoạn chat này là cô rớt nước mắt luôn, tại vì cô rất yêu các con luôn ý. Đó. Bây giờ mình xem nào. Mình xem một chút nhá. Mình trong lúc chờ các bạn vào đầy đủ thì mình sẽ chữa bài nha. 93 bạn rồi là ôi trời, hôm nay đúng là các con đi ăn Quốc Khánh rồi, bỏ rơi cô Ngọc rồi. Đúng không? Hello Tú Phương, hello Linh Lâm, hello Trần Duy Phong. Yeah. Cô ơi, con cũng có ly nước. Ok, có bị đen ở trên màn hình không các con? Các con ơi, có bị đen không? Comment cho cô biết nào. Các con có nhìn thấy bị đen trên màn hình không? Yeah. We have 3 minutes more. We have 3 minutes more quickly. And I will show you some students with the special here. So cute. Yes, okay. I will show videos panel and high bleeding mating control. Uh-huh. Yeah, so do you see something black? Bây giờ mình có bị đen không các con? Có bị đen không? Không, wow, đáng yêu quá. Rồi Ngô Ngọc Anh, ủa Ngô Ngọc Anh xinh thế nhỉ? Ngô Anh lớp 2 bạn xinh quá. Yeah. Rồi cái lớp bây giờ đúng là các bạn ăn xong các bạn ăn Quốc Khánh, các bạn nào đang ăn dở vội bắt cơm xong rồi ăn dở thịt gà ấy, chạy vào đây để học không? Có bạn nào không? Mở quá cô ơi. Ồ, thế thì cô tắt đi share lại nhá. Ok, cô sẽ tắt đi share lại cho các con. Ok. Đấy, mờ thì phải bảo ngay chứ, đúng không? Rồi, bây giờ đỡ mờ chưa các con ơi? Đỡ mờ chưa các con? Yeah, đỡ mờ chưa nhỉ? Đỡ mờ chưa nhỉ? Ok. Đỡ mờ chưa bé ơi? Con chưa kịp ăn đùi gà. Chưa cô ạ, vẫn mở ạ. Ủa sao vậy ta? Sao vậy nhỉ? Hay là do mạng ta? Thế con có nhìn thấy video có bị mở không? Vẫn mở ạ. Không. Sao lại mở nhỉ? Yes, có mở á. Úi dồi ôi. Bây giờ gần đến giờ là các bạn vào mầm đây này. Yes, không ạ. No. Oh, mở thì có lẽ là do đường truyền mạng đó. Do mạng mẽo đó. Do internet đó. No, yes, no, yes, no. Ok, comment cho cô để cô biết nào. No, ok. Các bạn ơi, các bạn có thấy là nó bị mờ này. Các bạn có thấy là nó bị đen thì comment cho cô biết nha, các con nha. So, we have 1 minute left. 1 minute left. Võ Minh Khang is ready, okay? Yeah, oh, here it's okay. Con thấy rõ. Rồi, đúng rồi đấy, đúng là con cô rồi đấy. Cô mới mời con nhé, không là con lạy cô suốt đời. Bảo Ngọc Nguyễn. Who is Bảo Ngọc? Chứ rồi bây giờ mình phải ghi ra một quyển sổ đúng không? Là các con tôi. Bạn nào mà học 9 buổi rồi chưa được gọi. Cô ơi màn hình đơ.
Được à? Ừ, cô có đang à đấy, lại vẽ lên đây rồi. Lại vẽ lên đây rồi, đúng không? Thế nha. Không được đâu nha, thế là không được đâu hư đấy. Nghe không? Rồi. Ok. Rồi. Welcome to Pantano class. Ok. Now, bài hôm trước, the previous lesson. Ok, we started with the lesson today. Yeah. The previous class, so do you remember the topic of the previous class? Các con có nhớ là bài hôm trước mình học về cái gì không? Các con nhớ về hôm trước học về cái gì không? Can you? Các con comment, yeah, Ngô Ngọc Anh. Yeah, Ngô Ngọc Anh comment, yes. Thánh Vân comment, yes. Buddy, we started about body. Yes, about body. And then, yes, we study about hands. Okay, hands, arms, and some more words. Chúng mình học rất nhiều từ đúng không? Yeah. So, my homework about practice is we will do an exercise and we get a video. Bài tập của cô là các con hãy tập thể dục này, rồi các con đọc to các bộ phận trên cơ thể của mình đúng không? Khi tập thể dục đúng không? Đó, hoặc là hát, múa. Đúng rồi, các bạn nữ ham múa vui lắm. Rồi, 115 đấy, lần sau các bạn mà vào lớp muộn là không cho vào đâu nhá. Rồi, so, let's start with Minh Hạnh. Minh Hạnh homework. Minh Hạnh, are you here? Minh Hạnh, are you here? Minh Hạnh có ở đây không con? Minh Hạnh có ở đây không con? Thế cô thử xem Minh Hạnh đâu nhá. Cô thử xem cô gái Minh Hạnh của cô đâu rồi, hay lại đi ăn Quốc Khánh rồi. Đấy, Minh Hạnh là đang ăn Quốc Khánh rồi. Lê Minh Hạnh 6 tuổi đúng không? Ok, Hạnh ơi. Hello. Ôi, con không thấy bài. Hello. Hello, teacher. Yes, so today I ask you for checking the homework. Do you happy or not? Are you happy? Yes. So let's check your videos. Nào cả lớp cùng check video của em bé Minh Hạnh nha. Minh Hạnh 6 years old. Let's start it. Hello everybody. My name is Minh Hạnh. Oh my god, look at her now. She's so sweet. I'm 6 years old. This is my body and this is my homework. Thấy chưa, đỉnh chưa, introduce about herself is so fluently. Bạn này giới thiệu về bản thân rất mượt đúng không nhỉ? Bà con nói có lẽ là con rèn luyện rất nhiều và có mẹ bạn rèn cho nữa đúng không? Đó, và bạn nói thì cô chả phải chữa cái gì cả cái phần giới thiệu ấy. Còn bây giờ trong lúc phần nói thì mình xem bạn có còn gì phải sửa hay là cần khắc phục thì các bạn comment cho Minh Hạnh nhá. What is this? This is my arm. Yeah, what is this? This is my arm. Minh Hạnh có cái ngữ điệu rất là hay. Yeah. Tiếp tục. They are gray. Yeah, bây giờ mình mới đến cái phần khó khó mà phải chữa rồi đây này. What are they? This is my arm. Okay, bài của Minh Hạnh nha, nào các bạn nhìn đây nào. Các bạn look at me now. Yeah, okay. We have... Trong bài hôm trước cô dạy thế nào nhỉ? What are these? Đây là những cái gì, đúng không? Đây là những cái gì? Okay. What are these? Có rất nhiều bạn không đọc được chữ này, đọc là dê. Ok, có nhiều bạn không đọc được chữ these. Từ these, đúng không? These are, thì các bạn lại đọc thành là... Các bạn lại đọc đúng, các bạn lại đọc là như này.
đúng không? Cái từ này có nghĩa là đây là những, còn cái từ này nó lại nghĩa là có. Ok, mà cô dạy là what are these? These, ok, cả lớp đọc theo cô nào, these, ok. Và Minh Hạnh thì lại sai đúng cái lỗi mà rất là phổ biến. Đó, mình sẽ phân biệt nha, these, ok. Và một số bạn thì không biết phân biệt được với cái từ giữa these và these. Nha, từ này, we call it is this, this. And these. Now Minh Hạnh, can you hear me? Minh Hạnh. À, Minh Hạnh bị tắt mic. Okay, hello my baby. Hello. Yes. So, can you show me the differences when we got pronunciations of two words here? The first. Con đọc to ra cô từ này nào. Con đọc to ra cô từ này nào. Can you? This. This. Okay, great. And the next word is. Okay, bây giờ mình phải làm rõ cho các bạn biết là mình có hai từ hoàn toàn khác nhau nha. Cô xin lỗi là cô vẽ lên bảng cho nên là nó xấu ấy. Now, so what this word? Cái từ này đọc thế nào đây? These. Okay, great. These and these. Okay, can you repeat again? Con đọc lại cho cô hai từ nào. These. Nào, đọc từ này nào. This. This. Okay, đọc to nào. This. This. Okay, the next word. These. Đúng không? Đầu tiên rằng bạn bạn này đọc là these, bạn này đọc là these, đúng không? Một bạn là giống như kiểu trong tiếng Việt là con dấu sắc ấy. Còn một bạn này là thanh bằng, đúng không? These. These. Ok, lại một lần nữa con gái nhá. This. These. Ok, tốt lắm. Đó, ôi dồi ôi, cái lớp sao mà lại cứ vào muộn thế. Thế là lại cô lại phải bấm rồi. Yeah, thank you. Bây giờ con đã phân biệt được chưa? Bây giờ cả lớp đã phân biệt được chưa? Rồi đúng không nhỉ? Thế cô hy vọng là lần sau cô sẽ không phải sửa lỗi này nữa nha, cả lớp nha. Các con phân biệt được chưa? Các con phân biệt được rồi thì các con comment cho cô nào. Yes or no? Yes or no? Cô ơi, màn hình mờ quá. Ok, yes. Màn hình mờ quá. Có bị mờ không Minh Hạnh? Màn hình có bị mờ không con? Ok. Có lẽ là các bạn kiểm tra lại đường truyền mạng nhá. Không là không xem được bài đâu. Ok, this is Minh Hạnh. Thank you Minh Hạnh. And we will go on with. Ok, let me see. We will go on with. Aha, aha, aha. Let me check. Yeah. This. Quang Tiến. Quang Tiến. Okay. Do you want to see Quang Tiến? Quang Tiến có đây không con ơi? Quang Tiến. Các bạn trên livestream cũng xem để còn xem là bạn sai lỗ nào nhá. Mà tại sao cô lại phải show đây? Quang Tiến. Không thấy Quang Tiến. Đây Quang Tiến chắc lại đi ăn cơm rồi. Thì cô sẽ cho bài xem bài của bạn nào đây. Bạn Quang Tiến đi. Yeah, look at her him now. Hello everyone. My name is Nguyễn Quang Tiến. I'm 6 years old. This is my homework. These are fingers. Yeah, these are fingers. Đó, hết đen rồi nha. This is finger. These are hands.
These are, nhưng mà phải là hands. Đó, đây là chỉ có cái phần mà cô muốn nói là khi các bạn muốn nói danh từ số nhiều thì các bạn thêm chữ âm về đằng sau nhá. Ok. Chỉ thế thôi, đấy là bài các bạn rồi. Bài trước thì chỉ như vậy thôi ý. Có hai phần, một là bây giờ mình sẽ lên bài để mình chữa cái bài mà hôm trước cô giao về nhà nữa nhá. Các bạn nào chuẩn bị nào, làm bài tập cho cô. Ok, cái bài này hôm trước làm rồi. Now look and tick please. Hết đen. Ok, hết đen rồi nhá. Nào các bạn nào, bây giờ chuẩn bị nhá, cả các bạn trên livestream nè, cũng như là các bạn trong Zoom nè. We have the exercise. Yeah, we have an exercise. Look and tick. So, the first, we have the number one here. The number one, I want you to comment it. What is this? Please. Can you comment all the sentence for me, please? What is this? Con nhắn cả câu cho cô nào. What is this? Can you show me the answer here? Cả các bạn trên livestream đấy nha, cô đang xem nha. Okay, what is this? Okay, toe. This is my toe. Great. Lê Minh Hạnh, thank you. Yeah, đó. All the sentence we need to get it. Yeah, we finish the number one and we move to number two here. What is this? Okay, what is this? Okay, I see some students say to me that it's fingers, toe. Okay, this is my leg. Okay, this is my leg. The first part, cánh hà, leg, two legs. Two is leg. Okay, leg, thank you. This is my leg. Okay, one more time. This is my leg. Okay. Great boy, great girls. Okay, next. Move to picture three. Come in here to let me know that you are standing. All the things I said, okay. What are these? Who can, please? Who can, what are these? I see that some students say to me that these are fingers or hands. What are these? Can you comment? Can you give me some comments here? Yeah, there's three fingers. Yeah, okay. Thank you. And the last one, the picture four, okay. What is this? Can you help me, please? What is this? Hand is, okay. Bởi vì câu này người ta hỏi, đúng không? Bởi vì câu này người ta hỏi là is it thì mình sẽ trả lời là it is. Rồi mình có it is ở đây. Thì bây giờ nhưng mà cái này là cái gì? Cái này là cái hand. Yeah, it is a hand. So we got the answer here. Hands. Okay. Oh, một số bạn hình như là đang vào xong lại bị văng ra ngoài. Các bạn ổn định đường truyền mạng nhá. Không là cô cứ phải mở lên mở vào đấy. Okay. This is great. Đó, đây là xong cái bài mà nó cũng dễ dễ rồi, đúng không? Mình sang cái bài khó hơn, đúng không? À, mình sang cái bài khó hơn nhé các con nhá. Hôm nay mình sang cái bài khó hơn một xí thôi. Nào. Bài mới, tập trung.
Rồi, bây giờ bài mới đúng không? Bởi vì là bài mới cho nên là cô hy vọng là các bạn đứng lên nào, các bạn đều đứng lên nào. Tất cả đứng lên nào, tất cả đứng lên nào. Rồi các con cô nào, bây giờ cô xem cả lớp đứng lên nha, đứng lên nha. Bây giờ có cái này hay lắm nè, có cái này hay lắm. Đứng lên. Stand up please. Yes, okay. Now go back to a verse. Stand up please. Okay. Yeah. I will show you this something so special. Okay. Now we will have a song. Yeah. We will have a song here. We will have a song. Okay. Are you ready? Yes or no? Yes. Okay. Let's start it. If you're happy, I need a hand, clap your hands. If you're happy, I need a hand, clap your hands. If you're happy, I need a hand, clap your hands. If you're happy, I need a hand, clap your hands. If you're happy, I need a hand, clap your hands. Where's your hands? If you're happy, I need a hand, clap your feet. Stand your feet. If you're happy, I need a hand, clap your feet. Stand your feet. If you're happy, I need a hand, clap your hands. Mình sẽ làm lần này nhanh hơn nhá. Okay, are you ready? Mệt chưa? Trời ơi, mệt chưa nào? Oh my god, my sweet. Đó, đấy, khởi động một chút thôi. Chút nữa còn nhiều thứ phải hay hơn nữa cô. Nào. Now, next. I want to show you about the body here. Look at this. So the videos panel. I know that. Đúng không? Vừa nãy bạn gái trong clip có nói rằng là các bạn là nếu mà các bạn vui thì các bạn sẽ clap your hands and stamp your feet, đúng không? Giậm chân, đúng không? And say hooray! Great! And now we know all the words here. We know all the words here that we... Let me see. We got M. Right, hôm trước mình đã học M. M, yeah, hand, right, fingers, leg, toes, and foot. Bây giờ mình có 4 từ mới đúng không? Mình có 4 từ mới, nhưng hôm nay không chỉ có 4 từ mới đâu, chút nữa còn có nhiều cơ, nha. Chuẩn bị này, mình sẽ nghe và mình sẽ chỉ vào nha. Ok, lấy cái bút chì đâu, where's your pencil? Let me see your pencil here. Okay, we will use this pencil to point the picture. Okay, mình sẽ dùng cái bút chì này to point to the picture, to the part we hear. Okay, mình sẽ dùng chiếc bút chì để mình chỉ vào những phần mà mình nghe được nhá. Chuẩn bị nào. Okay. Page 27. Activity 2. Listen. Point and say. 1. I. 2. Ear. 3. Okay. Mouth. 4. Nose.
5. Hand. 6. Arm. 7. Fingers. 8. Foot. 9. Leg. 10. Toes. Okay. Once again, we have some new words. Eyes. Eyes, okay. Mắt, đúng không? Eyes. Eyes. Những cái mắt, đúng không? Thì bây giờ mình có cái từ eye. Thì là một cái mắt. Nhưng mà có từ hai mắt thì phải là two eyes. Okay, let me do again. Same S. Okay, we have eyes. Okay. Mình sẽ viết lại một xíu nha. Bây giờ có từ tiếp tục nào. We got one mouth. Cái miệng. Mouth. 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 Ok, tốt, tốt. Đọc theo cô nào. Mouth. Âm cuối nhá. Cuối âm có âm thờ. Chữ thờ ấy, nhưng mà nó không phải đọc là thờ, không phải cái bàn thờ, mà nó là đặt lưỡi ở giữa hai răng. Xong rồi lúc bật hơi ra thì rụt lưỡi vào. Đó, đặt lưỡi ở giữa hai răng. Lúc bật hơi ra thì thụt lưỡi vào. Đó, mouth. Mouth. Yeah. Do you, that's different. Chúng mình chỉ cần sửa khẩu hình miệng thôi là mình đọc được tốt. Nào tiếp tục. I have two ears. Nào, cô có tai. Ears. Ear. Ear to hear. Nào, cô có tai để nghe. Ear. Ok, các hình bé quá. Cô chỉ, đây, cái này chỉ là ấy thôi. And nose, mũi. Nào, bây giờ mình sẽ đến cái phần mà nó to hơn một xí nha. Cô biết mà, cô biết là hình này nó bé, cho nên là cô sẽ cho các bạn xem một cái đùng. Ok. Hi hi. Ok, can you see it? Can you see it? Can you see it? Yeah, okay, các bạn xem được chưa? Rồi, xem được rồi nha. Ok. Đầu tiên, first, We got this. We got. Các bạn nào cũng có cái này đúng không? Có cái này. Rồi, cái nào đây? Đôi mắt bồ câu to tròn. Đúng chứ? Rồi, thế đôi mắt là gì? Nếu bạn nào biết rồi comment cho cô nào. Let me. Eye, yes. Thế nếu mà có hai mắt thì nói nào? Hai mắt hả? Nhiều mắt mà. Nhiều mắt nói nào các con? Các bạn bảo đây là cái eyes. Yeah, nếu mà có hai mắt trở lên này này, đấy, thì mình sẽ thêm S. Thế bạn biết, đố bạn biết có con nào mà có hơn hai mắt? Đố biết á. Đố biết luôn. Con nào hơn hai mắt? Có ai có cái gì hơn hai mắt không? Đố biết luôn đấy. Đố này, có con gì mà có hơn hai mắt không? Na, yes, có chứ, con nhện. Spider, exactly, yes. Eyes. Eyes, okay. Nào, bây giờ mình sẽ mình sẽ lôi cái từ này lên, đúng không? Nào, chỗ này để ở đâu nhỉ? Để đây à? Hay là để đâu nhỉ? Để đây chứ nhỉ? Ok, để eyes, đúng rồi, để đây nha. Tiếp, next. Up. I. Yeah. I. Đọc theo cô nào. I. I. Repeat to me, please. I. 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 Yeah. Okay. Okay. Và trên cái mắt của mình thì có cái phần cũng khá là quan trọng này. Đó là cái gì đây? Lông mày, đúng không? Đó, thì mình sẽ có lông mày. Lông mày, ừ, quái vật hơn ba mắt chuẩn luôn. Yeah, mình có lông mày này, đọc là
Eyebrow. 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 So, eyebrow. 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 Now, lấy tay, lấy bút chì đâu? Bút chì đâu? Where's your pencil here to point to your face? That eyebrow. And say it out loud. Eyebrow. Okay, one more time. Cả các bạn trên live stream như trên Zoom nào. Eyebrow. Okay, one more time. Eyebrow. Okay. Now, I. Nào lấy cái đầu có cái cục tẩy ấy, cho đừng có cầm cái đuôi bút mà chọc vào mắt đấy nha. Mà chọc vào mắt là bảo cô Ngọc lấy bút chọc mắt đấy. Now, okay, we got I. Two eyes. Mm-hmm. I. Làm cho cô nào. I. Two eyes. Mm-hmm. Eyebrow. Eyebrow. Two eyebrows. Okay. Yeah, mình sẽ có nào. Eyebrow đâu nhỉ? Bây giờ cô lôi cái từ này lên nha. Eyebrow. Okay. Cô ơi, cái gì đen thế? Để cô tắt cái này đi nha. À, hết đen chưa con? Hết đen rồi. Hết đen rồi nha. Eyebrow. Eyebrow. Yeah, great. Thank you. Now, lại nào. Nhìn lấy cái bút chì nào, nhìn vào đây nào, nhìn vào đây nào. I. Eyebrow. 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 I. Eyebrow. 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 Okay. Next. We got ear. Mình dùng cái này để nghe. Ear. 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 Now, lấy cái bút chì chỉ vào cái tai cô nào. Ear. 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 Now, I will show you this word. Ear. One more time. Ear. 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 Okay. Nào có bạn nào không thuộc từ ear không? Trời ơi, ear nha. E-a-r. Ear. Không phải là ear đâu nha. E-a-ear hỏi là không đúng rồi nha. E-a-r. Ear. Ear. Okay, repeat to me please. Ear. Yeah, great job. Bây giờ gọi bất kỳ của bạn nào. Bây giờ gọi luôn nhỉ? Gọi luôn chứ. Bạn nào tự tin? Bạn nào tự tin, raise hand, please. Gọi luôn. Cái này bây giờ phải thực hành gọi luôn chứ không có ngồi. Các con hiểu chưa đâu đúng không nhỉ? Phải gọi thôi. Bây giờ phải gọi thôi nào. Bây giờ thử gọi anh Vũ xem nào. Anh Vũ cái gì? Hello anh Vũ. Can you? À, chết rồi. Anh Vũ mở lại mic nào. À, chết rồi, tự nhiên tắt mic của bạn rồi. Yeah, hello. Oh my god, your voice is so strong, man. So, can you read out loud all these words, please? Yeah. Yeah, the first word. Can you read out loud for all the people here? Con đọc to lên cho cả lớp nghe nào. Okay, what is this? What is this? Cho nó do mic à, cho do mic à, nhanh lên nào. Who's calling? Ai, okay, the next. Trên đôi mắt là gì đây? I what? Eyebrow. Nào con đọc to, con nói gần cái mic hơn nào. Con nói gần cái laptop hơn cho cô nào. Eyebrow. Eyebrow. Great. Now the next word. The next word we have. I can't hear. I can't hear. Can you speak out loud for me, please? Ear. Now, can you read aloud? Allow me. Ear.
Yeah. Great boy. Thank you. High five, man. High five. Yes, okay. Great. Thank you so much. Okay. Đấy, cứ đang học và phải kiểm tra đột xuất như thế thì mới nghe được chứ, đúng không? Cô ơi, me teacher please, Tú Phương. Oh my god. Thôi, cô bảo cô sẽ mời con mà con lại hận cô rồi. Ừ, thế bây giờ gọi luôn nhá. Khổ quá, khiếp, đi học xong không gọi học sinh hận luôn cả cô ơi này. Chứ có phải là ấy đâu, có phải là ấy đâu. Bây giờ học sinh mà ghét cô thì chán, buồn lắm, cô buồn lắm. Cô buồn lắm đâu, Bảo Ngọc đâu rồi, xem nào. Hận đời vô đội. Bây giờ mở mic này, mở mic này. Mở mic đi con. Yêu thương nhau nào. Thế bây giờ yêu cô. Do you love me or hate me? Oh, always my darling. Can you hear me? Happy. Yeah, you're happy. So, can you read out loud this word for me, please? The first is I. Yeah, oh my god. Next. Next, eyebrow. Eyebrow. Great. And the last word is ear. Ear. Cô cứ sợ là cái từ này khó đọc mà sao con đọc siêu thế thẳng nào. Thế nha. Thế tối nay làm bài tập. À ngày mai cô Khánh làm bài tập cho cô xong thì gửi bài cho cô nha, Ngọc nha. Ok không? Ok. So, the next, bây giờ mình còn bao nhiêu nhỉ? Three words left. Ok, we got three words left. Bây giờ các bạn chat cho cô xem nào. Bạn nào biết nghĩa những từ cuối nào rồi? Đầu tiên là mình sẽ nói. Ôi dồi ôi, nhiều quá. Cho dù con... Ôi dồi ôi. Cho dù cô không giận, không mời con, nhưng con cũng không giận cô thật sự luôn. Ý, đấy, đáng yêu thế cơ mà. Nhưng mà... Các con nhớ không? Các con làm bài tập ở trên mà con gửi lên bài ấy, là cô sẽ nhớ tên của các bạn ấy. Đó. Những bạn nào mà hay gửi bài ở trên nhóm mà để cô kiểm tra là cô nhớ tên lắm mà cô hay gọi. Ok, thank you. Now next. Next. Ok. We got three words left. Nào, bây giờ mình sẽ đưa đến cái chỗ mà mình ăn thịt gà này, ăn cơm, ăn mì tôm, ăn... Sao bây giờ có những bạn bây giờ mới vào sao? Buồn nhỉ? Đấy, bây giờ mình cái chỗ vừa để mình ăn. Đấy, nào, gì đây? Mouth. 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 Nhiều bạn biết từ này rồi đúng không? Nhiều bạn biết rồi, nhiều. Yes, ok, mouth. Rồi, các cô sẽ kéo từ này lên nhá. Read after me, please. Mouth. One more time, we use this pencil to point to your mouth and speak out loud. 3, 2, 1, mouth. Th. Okay. Th. Mouth. Mouth. Now, one more time. 3, 2, 1, mouth. Bây giờ mà cô mở cái âm lên cho tất cả các bạn thì 120 bạn này mà gào lên thì chết. Cho nên là không mở mic được. Cho nên là cô sẽ xem một loạt xem là các bạn có đang đánh nhá. Minh Đức đang ngồi với em thì không biết có đang thực hành không đây. Ok, cô đã thấy đấy, Khôi và Hiền là đang ngồi luyện tập từ đây này. Đấy, thế chứ lị. Thế là rất là yêu nhá, rất yêu. Rất là yêu, yêu luôn, yêu cả lớp. Mouse me, Nguyễn Hoàng Ngân. Cô thấy rất tò mò về cô bé Nguyễn Hoàng Ngân. Đúng không? Cô bé Nguyễn Hoàng Ngân. Bởi vì là bạn này cũng được bài tập này, đúng không? Cũng tò mò đấy. Thì cô thử mở mic cho Ngân nào. Ngân ơi! Ngân ơi, Ngân ơi! Yeah, can you hear me? Okay. One more time. Yeah, hello! I can hear you. Where are you now? cả lớp không nghe được Ngân nói rồi. Ok, chắc là do mic Ngân hỏng mất rồi. Ok, thế thì đó thì cô dạy tiếp nhá.
cô dạy tiếp nhá. Đây mình có từ mouth, ok. Bây mình còn hai từ nữa, mình còn hai cái từ nữa thôi. Bây giờ các con thấy bảo là cô Ngọc có cái mũi cao với cả có tóc màu đen đúng không? Đấy, thì bây giờ mình học từ nào trước? À, mình học từ gì? Mình học từ tóc đây, nào. Hair. Ah, oh my god, I got the long black hair. Hôm nay cô cắt tóc một ít rồi đấy. Cô cắt tóc một ít rồi đấy. Không dài như hôm trước đâu, nhưng mà cũng là dài đúng không? Ok. Hair. Ok. Let's through all the finger now. Go. Show your fingers. Show me your fingers. Ok. Put all the fingers up to your hair. Ok. Yeah. My fingers are in my hair. On my hair. Ok. Hair. Ok. Great. Repeat to me, please. Hair. Ok. Let's put your finger on your hair. Oh my god, so pretty. Okay, we got the word hair. And the last one, all the members here know that word, nose, okay? We got nose. We got nose, okay. We let your pencil here put on your nose, okay. One more time, nose. Nhớ nha, có âm gió nha, đừng có vứt âm gió của cô là thành từ nâu là không ấy. Đúng không? Mình đọc nâu một phát là thành không. Nhưng mà mình chỉ cần thêm âm gió thôi. Nose, tức là mình thành cái mũi rồi, đúng không? Đó, nó chỉ có thế thôi đấy. Mà phải sửa đi, sửa lại, sửa tái, sửa hồi nhá. Nào, các bạn nhớ nào, lại một lần nữa nào. Một lần nữa nào, mình nào. Từ đầu tiên, I. Là luyện theo cô nào, lấy bút nào. I. Uh-huh. Eyebrow. Yes. Next. Mouth. Yeah, tốt lắm. Tiếp tục. Ear. Nhớ nha, từ này hơi khó một chút. Ear. Tốt rồi. Tiếp tục. Next. Hair. Okay, let's put your finger. Hair. Okay. Great. And từ gì nhỉ? Nose. One more time. Nose. Okay, one more time. Nose. Nhớ nha, nhớ âm gió nha. Nose. Ok, tốt lắm. Cả lớp đã nhớ được từ rồi đúng không? Nhớ quá rồi. Ý, mình không phải khó khăn gì đúng không? Thế là mình học gần hết rồi đấy. Buổi sau mình học mấy cái bộ phận sau lưng, nữa thôi là xong rồi. Ờ, thế là dạy thành các anh chị lớp 2, lớp 3 ngay. Nhớ không? Các con nhớ không? Yes, cô ơi, cô gọi con mỗi 2 lần một buổi con chán lắm. Cô ơi, ôi, nói thế cô buồn đấy con ơi. Tại vì lớp mình đông quá, đó, ok. Ok, next. Các bạn nha, đã gặp được nào là eyebrow, I have two eyes. I have two eyebrows. I have a hair. I have two ears. I have one nose. I have One mouth, okay, so we will go on this. Mình sẽ làm thử một bài nhá. Mình sẽ làm thử một bài nào. Bài này có bạn nào xung phong làm cho cô không? Làm hết, làm bằng hết đấy. Bạn Ngân lớp 2 giơ tay cao quá. Úi dồi ôi, quá cao luôn. Mình chuẩn bị gọi Ngân này. Đâu nhỉ? Tại để cô mở cái phần này đã xem nào. Ngân lớp 2. Nhìn phát, nói phát giơ tay luôn đấy. Không gọi là không được. Ngân lớp 2 rồi, lại cô mở mic cho con nhá. Ask to unmute. Can you? Okay, hello. Can you hear me clearly? Yes. Oh my god, đây là có cả mẹ đó đấy, có cả mẹ đó đấy nha, làm nào đem vinh quang về cho gia đình cái xem nào, sắp phúc khánh rồi con ơi. Now next, bây giờ nha, cô có rất nhiều từ ở đây, đương nhiên là có những từ mà mình không biết, thì mình làm những từ biết trước nha.
The first picture here, okay. What is this? Ngân. Hair. Hair, okay, hair. Rồi cô lướt cái từ đây rồi, hair. Hair. Hair, bây giờ cô sẽ vào đây, hair. Okay, tốt rồi, tiếp. Next, what is this? Trả lời cả câu nhá, full sentence nhá. Mouth. No, full sentence, nói cả câu. What is this? It's a mouth. This a mouth. Tốt lắm, con gái. Tiếp tục. What is this? It's a nose. It's a nose. Lại nào. It's a nose. Tốt rồi. Biết tại sao? Tại vì nói từ nâu không ấy thì nó là không có nào. Thế con biết cái này không? What is this? Eyes. Eye. Đây có một cái thôi. Eye. Thì mình dùng là un eye hoặc là one eye nhá. Eye. And. Okay, what is this? Ear. Ông ấy cả full sentence please. Cô hỏi đấy chưa, hôm trước vừa dạy xong là mình mà nói một từ không này là nó thành nói trống không đấy. Oh, mình phải nói chắc cả là cả câu nhá. Dạy rồi nhá. Nào, lại nào. What is this? Gun. It's an ear. It's an ear. Tốt lắm. Trời ơi, tuyệt vời. Cô sẽ dạy tại sao là ân lại là ơ sau nhá. Nhưng mà Ngân biết trước rồi. Nào, tiếp tục. Cái từ nào mà vừa đọc không nhỉ? Bây giờ còn mấy cái này. Rồi, còn mấy cái từ này cô chưa dạy đúng không? Cô làm được không? Thế cái này, what is this? Teeth. Oh, biết luôn, răng. Rồi, press your teeth. À, biết cả đấy. Biết cả đấy. Tiếp tục. what is this? Nào, mình có cái rất là xinh đẹp. Ngân có một cái gì đó rất xinh đẹp đây. Tay sao? Cái khuôn mặt rất xinh đẹp. Tuyệt vời con gái. Tuyệt quá. Tiếp tục. What is this? Nào nhớ không? Cái gì đây? I put my finger on my... It's a hair. It's hair. Không phải a hair. Hair thì một hair là một cái này này. Một he là một cái sợi đây này, nhớ nhá. Cả lớp comment cái gì đây, cả lớp comment gì, cô đọc cho xem nào. He đấy, phải comment nha các bạn đấy chứ. Ui dồi, con xin lỗi, con vào muộn quá Minh Minh ạ. Ui lớp hôm nay quá vui con ơi, vào muộn là tiếc lắm luôn ý, thật sự luôn. Tại sao lại tiếc thế? Nhưng mà cái he cô đâu nhỉ, cô vào rồi à, cô cho rồi à? Ủa cái he đâu ta? Ủa con mất cái từ he, mất đâu rồi con ạ? À? À đây là he, cái này là cái gì nhỉ? I don't know. Hair ở đây mà. Cái này là cái gì ta? Chả biết nữa. Thế cái này cô lấy cái từ này lại nào. Cô lại lấy cái từ này. Cô cho vào đây. Thế cái này là cái gì nhỉ? Cái này là cái gì được nhỉ? À, cô biết cái này là cái gì rồi đấy. Cô biết cái này là cái gì rồi đấy. À, tiếp. Nào, cái này là cái gì đây? What is this? Em không chắc là biết. Ui nha, cô thích đeo mấy cái mà để ở chỗ này cực. Ui, thật sự luôn, đeo mấy cái vòng cổ thích. Chà bá luôn nào. Wow. Có biết từ này không? Con sẽ dạy cho con thêm nha. Từ này từ neck. Ok, neck. Cả lớp nếu mà bạn học thêm thì con sẽ từ này có từ neck. À con đọc lại cho cô nào. Neck. 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 Tốt lắm con gái. Các bạn đọc theo bạn nào. Neck. 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 Rồi, quá tuyệt vời. Tiếp tục. À, bây giờ mình sẽ có cái này. Đây là một chiếc cằm V-line. Cô rất thích những bạn mà có cằm tròn, cằm trẻ. Mấy bạn ấy có cái cằm mà trẻ. Đấy. Rất là xinh. À, bây giờ thì cái này là cái gì đấy? Cái cằm nào? Con có biết từ này không? Do you know this word? Bạn nào biết từ này? Comment cho cô nào. Cái cằm, bạn đã biết không? Lắc. À, Đinh Huệ Lâm. À, Lê Minh Hạnh. Ui, làm sao mà làm khó được Minh Hạnh được? Làm sao mà làm khó được Lâm được? Ui rồi sao biết nhiều thế này? Thế học dễ quá nhở? Hồi hôm sau dạy khó hơn này. Chứ học này dễ quá không được rồi. Ok. Chin. Chin. Yeah, chin. Từ này dễ không? Nói, viết gì đọc đấy. Chin.
Chim. Rồi, tốt lắm. Mình còn mấy từ? Mình còn 3 từ nữa. Cố lên con. There. We have this. There. What is this? Con biết cái từ tiếng mẹ đẻ trong tiếng Anh là gì không? Mother tongue. Đó. Mother tongue. Tiếng mẹ đẻ. Mà mình nói thì mình phải dùng lưỡi. Đấy. Mother là mẹ. Tiếng mẹ đẻ nói bằng lưỡi thì cái từ lưỡi là cái gì? Đoán đấy. Tăng. Nó hơi khó viết một chút. Thì cái này là từ nâng cao nha. Bạn nào biết thì các bạn comment cho cô xem nào. Biết bao nhiêu để cô xem lớp mình nó học giỏi lắm con ạ. Đinh Huệ Lâm trời ơi khiếp. Các bạn biết hết rồi kìa. Ôi thế rồi đấy. Thế mình phải cố gắng đấy nha. Các bạn học giỏi lắm ấy. Ui giỏi thế nhở. Ui thật sự luôn ấy. Thăng. Thăng đúng rồi. Minh comment thế mới đúng. Minh bảo là vào lớp muộn tiếc quá. Nào thăng là bây giờ thăng. Con đọc lọc theo cô nào. Thăng. Không phải thăng. Thăng. Thi. Thăng. Nó hơi khó đọc một xíu. Thăng. Có chữ G mà. Thăng. Khó đọc lại. Khó nhỉ. Nào. Thi. Thi. Ui khó đấy, cứ đến phần phát âm là các bạn khó, ngao ngán, cứ chơi là thích. Nhanh lên là mình còn phải làm bài tập nào. Thăng. Thăng. Gần đúng rồi, thăng. Thăng. Gờ, thăng. Thăng. Âm gió cô đâu, âm đuôi đâu. Gờ, thăng. Thăng. Rồi, đúng rồi. Thế từ của hai từ cuối nào. Bây giờ có cái phần rất là bấy bì. Mặt cô có một chiếc má rất là nhiều mỡ. Đó. Thì cô có biết từ má không? Tiếng Anh là gì không? Có bạn nào biết không? Do you know this what about my má baby? Chick. Chick, ok. Là hai chữ E nhá. Không phải là một chữ đâu. Ui chúi chúi chick chick hai chữ e đó chick rồi my chick my baby chick. Các bạn có baby chick không? Có bạn Ngô Ngọc Anh là baby chick luôn này. Ui Ngô Ngọc Anh có má baby chick. Vivo 1915 baby chick. Okay, where's your baby chick? Where's your baby chick? Show me your baby chick. Ooh, like that is so sweet. Yeah, I see nhiều bạn baby chick quá. Chắc là ở nhà mình ở lâu quá như cô là đấy, cũng có được đi đâu đâu mà cứ baby chick thôi, cứ má cứ bị phấy ngồi, chả hiểu sao luôn. Đó, ok, now next. Tiếp nha, lần cuối. Và tất cả những bộ phận vừa rồi ở trên bảng này, rồi đầu từ mouth, eye, ear, đúng không? Nose, rồi face, rồi hair and neck thì nó gọi là head. Head đúng không? Head cái đầu. Đúng rồi. Thế bây giờ cô kéo vào đây nha. Mình kiểm tra đáp án nha, hồi hộp quá. Nhỡ đâu cô Ngọc làm sai thì sao? Nhỡ đâu cô Ngọc làm sai thì đâu đúng không con? Thế mình kiểm tra. Ooh. 100%. Ok, cảm ơn cả lớp nha. Rồi. Con cũng giống cô, baby chick. Ok, thank you cả lớp nha. Baby chick nào bây giờ. Đúng hết rồi, đúng không? Mình đọc lại một lần nữa nào. Head. Head. Lại nào. Head. Head. Cả lớp đọc nha, không phải mỗi mình bạn đọc đâu. Head, lấy cái tay. Head. Mouth. 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 Mm. Tiếp. Nose. 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 Lại. Nose. Ok, tiếp tục. Teeth. 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 Răng bọn nào cũng đẹp, mỗi răng cô Ngọc không đẹp rồi. Next. Eye. Eye. Được chưa nhỏ nào, nhanh. Face. Face. Face.
face. Mm-hmm. Next. Ear. Ear. đâu rồi, ear đâu? Ear. 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 Ok, nào bây giờ tiếp tục. Let your finger, put your finger to your hair. Where's your hair? Hair. Hair. Tốt lắm. And neck. Neck. Show me, show me. Neck. Neck. Nhớ nhá, âm này hơi khó một chút là tại vì nó có chữ ở cuối. Mình phải có âm k thì nó mới là cái cổ, được chưa? Neck. Neck. Tốt lắm, tuyệt vời. Tiếp tục, từ này dễ ẹt à. Viết gì đọc đấy. Chin. 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 Nào lại. Chin. Chin. tốt rồi. Tiếp. Cái này là baby cheek, ok. Nào cả lớp đâu, show me your baby cheek. 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 Nào, show me your baby cheek. Cheek. So sweet. And the last one, từ khó nhất trong bài hôm nay, nắm vị trí khó nhất, đó là tongue. 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 Nào lại. Tongue. 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 Đúng không? Các bạn mà hay lều á. Tongue. Đúng không? Lều đó. Tongue. Tongue. Rồi, tốt lắm. Nhớ chưa? Lắc cái head đúng không? Đúng rồi, lắc cái head. Show the baby cheek. Uh-huh. Leo by tongue. Hear by ear. See by eyes. Smell by nose. And eat by mouth. Uh-huh. Okay. Nào bây giờ cô sẽ có một bài tập nho nhỏ cho các con. Và bây giờ mình sẽ cùng xem nhá. Mình sẽ cùng xem một chiếc video. Ok. Cô sẽ muốn các bạn làm cho cô một thứ, đó là stick puppet. Đó là con rối bằng que và giấy. Bài này là rất là vui. Cho nên mình xem qua nhá. Let's see what I will show you. Ta-da! Wow, ice lollies. Is it snack time? Not really. Oh, so why do you have ice lollies? Because today we are going to turn this into this. Wow, stick puppet. I love it. Wow, stick puppet. I love it. Mình sẽ chuyển từ những que kem ăn xong rồi thành những con rối, đúng không? Các bạn nhìn thấy không nhỉ? Ôi chết rồi, lại dơ mất. À, các bạn có thấy đen không? Không, đúng không? Nào, lại nhá. Oh, so why do you have ice lollies? Because today we are going to turn this into this. Wow, a stick puppet. I love it. Me too. Mình sẽ xem các bạn làm những con rối này như nào nhá. Bài tập nhá. So, what do we need? We need a stick, colored paper, a felt tip pen, scissors, a glue stick, and something round, like a glass or a tin. So, the first thing to do is to cut out two circles, like this one. Mình sẽ cắt thành hình tròn. Khuôn mặt mà, face. Mình sẽ để tròn hình vuông cũng được. Không sao hết. Great. So this is the face. Now you can draw on eyes, a mouth. Okay. Eyes. A mouth. Mouth. My puppet is very happy. You can have lots of fun drawing faces. Angry faces, sad faces. You can stick on a nose. Nose. Ears. Ear. Whiskers. A bow. Whiskers. Glasses or a hat. And hat. And now the final step. You need to put glue on the circles. Put the stick onto one circle and stick the other circle on top. That's it!
We have a stick puppet. This is my favorite puppet, Mrs. Rat. Ooh, I think I've got the perfect friend for Mrs. Rat, Mr. Cat. We hope you have fun making your own stick puppets. Bye-bye. Yeah, remember, thank you. To make a stick puppet, cut out two paper circles. Draw a face. Glue the circles to the stick. That's it. Now you can play with your stick puppet. Ok, và những vật dụng mình cần phải chuẩn bị cho bài tập ngày hôm nay gồm một chiếc stick, một cái que, có thể là que kem, có thể là những chiếc bút chì cũ, đúng không nhỉ? Đó, rồi là mình sẽ chuẩn bị rất là nhiều giấy màu, đúng không? Đó, thì tiếp theo là mình cần kéo. Đến phần dùng kéo thì các bạn sẽ nhờ bố mẹ hỗ trợ nhá. Đó, rồi là đến keo dán này. Keo dán thì các bạn có thể dùng cơm để dán. Cơm nóng ý, mình có thể thay keo, hoặc là nếu bạn nào có keo dán thì càng tốt. Rồi là mình sẽ có những cái vật dụng hình tròn để vẽ khuôn mặt tròn, hoặc là vẽ khuôn mặt hình trái tim, vẽ mặt hình vuông để cắt ra, đúng không? Đều được hết. Đó, thì bây giờ mình sẽ về nhà làm cho cô các puppet. Có thể là con sẽ dùng puppet để làm về động vật chẳng hạn. Đó, con sẽ thiết kế cái mặt, cái con rối của con ấy về con vật chẳng hạn. Đấy, có đủ mắt, mũi, mồm, tai, tóc, các thứ. Có thể là cho người ta cả body cũng được, đúng không? Hoặc là các bạn có thể làm con rối về gia đình mình chẳng hạn. Đấy, làm puppet về bố này, puppet của mẹ này, puppet về bản thân này, puppet về chị, puppet về em. Và nếu mà sáng tạo hơn nữa thì cô mong rằng các bạn sẽ làm puppet và kể cho cô một câu chuyện vui trong gia đình, cũng như là một câu chuyện thật vui xung quanh những chiếc con rối của các con nhá. Đó nhỉ? Ok. Và có hình con bướm bướm mà, hình con bướm bướm, nếu mà có đủ bộ phận mắt, mũi, miệng, tai, chân thì càng tốt, đúng không? Tại vì là phải có những bộ phận cô đã dạy. Ok, 3 ngày hôm nay cô sẽ quay lại video rồi và cô sẽ gửi lại cho các con, đâu nhà đẹp mình có thể xem lại toàn bộ bài giảng. Cả các bạn trên livestream cũng có thể làm bài tập và gửi trên hội nhóm giỏi tiếng Anh cùng con và gửi đến Patodo. Cô sẽ là người chấm từng bài một nhá. Và cô hy vọng rằng bài lần này sẽ thực sự là ấn tượng. Và tuần này có thể sẽ có một super kit thì sao nhỉ? Đúng không? So, bây giờ mình sẽ gặp một số bạn nha. Cô hét là thì hét là cái đầu á. So, bây giờ cô sẽ tắt video và chúc các bạn ngủ ngon. Mình sẽ brush teeth, wash face and go to bed. So, goodbye. See you soon. Quay kem. Mình lấy quay tóc, quay củi cũng được.
ngay ở ngoài đường lá cũng được. Tay cười không ghê nữa. Tay cười thì lấy về nhá. Nó là gì vậy? Nó là gì vậy?